đây một hết đi.
Xin chân thành cảm ơn những anh em và các bạn đã theo dõi video. Chúng tôi cũng là điều nghe bà con đồng ý, nghe bà con không phải và gia đình được thủ thiêng đất để cho hoàng tổ quốc thi công cho là thủ thiêng đất. Đến đây là kết thúc. Thay mặt các ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt không đủ của quý vị đại biểu và bà con nhân dân và thân nhân được thủ thiêng đất. Xin cảm ơn.